Xin chào toàn thể anh chị em. Hôm nay mình test âm thanh của con Akai Pro 1000. Mời anh chị em chúng ta thưởng thức ha. Con này là dòng cao cấp và đẳng cấp của Akai. Nó không có nhiều đến thị trường đâu, bởi vì nó xếp vào cái dòng chuyên nghiệp mà. Thành ra là ngày xưa nó cũng đắt tiền đó, nên là lâu lâu mới gặp con thôi. Khi mà thiết kế hai cục như này thì nó tăng thêm cái vẻ sang trọng đẳng cấp, cũng như là nó sẽ chống nhiều tốt hơn để cho mình nghe nhạc với cái âm thanh tốt nhất. Hôm qua mình đã quay chi tiết và báo giá rất chia đầy đủ với con Akai này gửi tới anh em ngày hôm qua rồi ha. Anh em có thể tìm và xem lại. Mình đang ghép vào đôi loa ANR2 AX hai đường tiếng bát bánh bò để anh chị em thưởng thức âm thanh. Đôi này thì mình nghe nhạc vàng rất là tốt với mức giá cực thơm, chỉ có 12 triệu 500 ngàn cho đôi loa này thôi. Mình đang ghép với lại con âm ly Sunsui 1000 phía sau. Vì là con Akai nó rất là to, rất là nặng nên mình có chồng con âm ly để đảm bảo cho nó an toàn. Thì mình để con âm ly phía sau. Mời anh chị em chúng ta thưởng thức nhạc chế linh được thu âm trước năm 1975. Mọi chi tiết thì anh chị có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0969 789 779 ha. Bây giờ thì mời nha, thưởng thức âm thanh.
Mặt mà